huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi và thua Thái Lan. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng ông và các thành viên ban huấn luyện đã gặp khó trong việc phân tích lối chơi của đội tuyển Thái Lan vì trận đấu giữa Voi Chiến và đội tuyển Nga không diễn ra. Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu khó khăn trước Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam đã khép lại giải giao hữu Tam Hùng LP Bangkok 2024 mà thua 2 trận trước Nga. Thái Lan. Ở trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thất thủ tại ngay tại sân vận động Mỹ Đình với tỷ số 1-2. Nhìn chung, các cầu thủ cần thời gian để hòa nhập với lối chơi và sơ đồ chiến thuật mới của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bản thân nhà cầm quân người Hàn cũng cần thời gian để lắp ghép cho mình một bộ khung ăn ý nhất. Sau trận thua trước Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Ở trận đấu hôm nay, tôi muốn giành chiến thắng nhưng chúng ta chưa thể thực hiện được điều đó. Đất nước vừa gặp rất nhiều khó khăn và để lại hậu quả nặng nề do cơn bão Yagi gây ra. Tôi muốn đội tuyển giành chiến thắng và xem như đó là một món quà dành tặng người hâm mộ nhưng rất tiếc. Toàn đội không làm được điều đó. Tôi xin lỗi vì không thể thắng hôm nay. Hai trận vừa qua là kinh nghiệm tốt để cầu thủ phát triển thể lực, tinh thần, kỹ thuật. Chúng tôi sẽ cố gắng có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu AFF Cup sắp tới. Nhà cầm quân người Hàn cho rằng, việc trận đấu giữa đội tuyển Nga vs Thái Lan bị hoãn đã khiến ông cùng các cộng sự gặp khó trong việc phân tích băng trình của đối thủ. Đội hình tôi sử dụng hôm nay là 3-4-3, cần sự ưu tiên về thể lực. Các cầu thủ đã thực hiện đúng chiến thuật, thể hiện hết khả năng mình có. Nhưng do ảnh hưởng cơn bão, trận đấu Nga và Thái Lan không thể diễn ra nên việc phân tích đối thủ không thể thực hiện được. Ngoài ra, trong thời gian này, cầu thủ chưa thể đạt phong độ tốt nhất cũng như thể trạng tốt nhất để thi đấu 90 phút. Đội tuyển Việt Nam tỏ ra bất lợi trong những tình huống tranh chấp 1-1. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng các cầu thủ của ông có thể cải thiện điều đó. Tôi nghĩ Thái Lan hay Nga đều là đội bóng có thể lực và thể hình tốt. Đó là điều cầu thủ Việt Nam cần phát triển. Tôi tin rằng cầu thủ Việt Nam nếu rèn luyện thêm sẽ đạt được thể hình hay thể lực như Thái Lan, thuyền trưởng 47 tuổi khép lại buổi trả lời họp báo.